là phát em luôn. Đây giờ tôi xài cái bị lớn gì không mà hỏi cái đó lấy gì đó không? Để tao lấy tiền chậm. Không chậm á. Chậm chạy ra tiệm mua quá. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.